Rhythm chính là nhịp điệu. Đấy, ví dụ như là chúng ta có cái bài hát Rhythm of the Rain đúng không? Đấy, có nghĩa là nhịp điệu của mưa. Thế thì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ của intonation, của ngữ điệu và của rhythm, của nhịp điệu. Thế thì khi mà chúng ta học phát âm ý, thì chúng ta kết hợp với cả việc nghe nhạc và hát theo nhạc. Đấy, thì là một cái sự kết hợp rất là tốt để nâng cao được cái khả năng phát âm của chúng ta. Thế vì sao mà cô lại có khả năng phát âm gọi là khá tốt? Gọi là khá tốt bởi vì là cô nghe nhạc rất là nhiều, và mỗi lần nghe nhạc thì cô lại phát âm, lại hát theo ca sĩ. Đấy, thì thứ nhất là vừa giúp cho chúng ta giải trí đúng không, lại còn vừa giúp cho cái việc học của chúng ta tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn đấy không những là cái việc phát âm này, rồi là nghe này, khả năng nghe này, rồi là còn giúp cho cái khả năng giao tiếp của chúng ta tốt hơn nữa. Ok nào, bài hôm nay của chúng ta là về nguyên âm, là về cái cặp nguyên âm đầu tiên, chính là cặp nguyên âm I và E. Trong bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em thứ nhất là cách phát âm của hai cái nguyên âm này, và thứ hai nữa là cách nhận diện hai cái nguyên âm này trong các từ tiếng Anh, được chưa? Thì phần đầu tiên là phần cách phát âm. Hai cái âm này là hai cái âm mà chúng ta rất hay bị nhầm lẫn. Nói chung là không khó nhưng mà lại hay bị nhầm lẫn. Cô nghĩ cái nguyên nhân chủ yếu ở đây ấy chính là bởi vì là cái khẩu hình miệng của nó nhìn cũng khá là giống nhau đúng không? Rồi, đầu tiên là âm y dài, chưa? Đầu tiên là gọi là âm y dài đi, âm y. Thế thì chúng ta nhìn vào đây này, đây là mô tả cách phát âm. Đầu tiên là âm y. Nào, bây giờ chúng ta phải nhìn rất là kỹ này, cách mô tả cách phát âm của âm y, được chưa? Thứ nhất, đây là một nguyên âm dài, được chưa? Tất cả những cái nguyên âm mà nó có cái dấu hai chấm ở đằng sau ấy, tất cả những nguyên âm mà có dấu hai chấm đằng sau thì chúng ta gọi nó là nguyên âm dài, được chưa? Dài có nghĩa là khi mà chúng ta phát âm ra thì thường kéo dài khoảng 2 giây. Đấy, gọi là âm dài. Là khi mà chúng ta phát âm ra thì thường là kéo dài khoảng 2 giây. Nào, bây giờ quan trọng nhất này, quan trọng nhất là cái này. Khi mà chúng ta phát âm cái âm y, được chưa? Thì miệng kéo căng ra hai bên như đang cười. Được chưa nào? Cái này cực kỳ quan trọng nhá. Để muốn phát âm đúng được cái âm này thì quan trọng nhất là cái điểm này. Miệng kéo căng ra hai bên như đang cười, được chưa? Đấy, nào bây giờ chúng ta phải nhìn kỹ này. Khi mà chúng ta học phát âm ý, thì các em nhớ là lấy một cái gương ra soi ở trước mặt của mình, được chưa? Và sau đó thì nhìn cô cũng như là nhìn cái hình ở đây, đúng không? Đấy, phát âm và sau đó thì chúng ta tập lại theo, được chưa nào? Nào bây giờ thì nghe thật kỹ cách cô phát âm này. Y, được chưa? Miệng kéo căng ra hai bên, nhưng phải kéo căng nhá. Y, được chưa? Như đang cười, có nghĩa là bạn nào mà chưa như đang cười là sắp phát âm sai, được chưa? Ấy là chúng ta phải kéo căng ra hai bên và như đang cười, được chưa? Y, y, được chưa nào? Đấy, và nhớ là phát âm kéo dài khoảng 2 giây, được chưa? Nào bây giờ chúng ta nghe người bản xứ phát âm một lần hai âm này nhá. Y, được chưa? Chúng ta thấy nào. Y. Nghe lại một lần nữa. Y, ok, đấy. Y, y, được chưa? Nhớ là miệng kéo căng ra hai bên như đang cười. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta chụp ảnh ấy, đúng không? Khi mà người nước ngoài chụp ảnh, người ta hay nói là say cheese, đấy. Tức là người nước ngoài người ta nói là say cheese, có nghĩa là hãy cười lên, được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì cái từ cheese này, nó chứa âm gì đây? Nó chứa âm y dài, được chưa? Đấy, cho nên là khi mà người nước ngoài họ chụp ảnh, họ nói là say cheese, có nghĩa là hãy cười lên đi để tôi chụp ảnh đây, đúng không? Đấy thì nhớ là cheese này chứa âm y dài. Đấy, và để mà phát âm đúng được cái âm y dài này thì chúng ta hãy nhớ miệng kéo căng ra hai bên như đang cười, đúng không? Cheese, cheese, được chưa? Phải như đang cười, miệng kéo căng, cheese, được chưa? Đấy, nhe hết cả răng ra thì mới được nhá. Rồi, nào, bây giờ chúng ta hãy tập phát âm 5 cái từ này, được chưa? Trước tiên là chúng ta sẽ nghe người bản xứ phát âm và sau đó thì chúng ta sẽ repeat, đúng không? Chúng ta sẽ nhắc lại theo, ok? Từ đầu tiên C, C. Từ đầu tiên là
C đúng không nào? C, C đúng không nào? C, ok. Từ thứ hai. Agree, agree, agree. Từ thứ hai là agree, agree, agree. Được chưa nào? Ok. Từ tiếp theo. Eat, eat. Từ tiếp theo chúng ta đọc là eat, eat. Được chưa nào? Eat. Từ tiếp theo. Seat, seat, Tiếp theo chúng ta đọc là gì nhỉ? seat. Seat. Lưu ý ở đây chúng ta nghe thấy seat đúng không? Tức là có cái âm cuối ở đấy nhá. Nhớ phát âm ra âm cuối của từ này. Seat. Seat. Được chưa nào? Seat. Tiếp theo. Team, team. Ok, team. Team. Từ này cũng có âm cuối là âm m, cho nên cố gắng phát âm cuối của nó là team. Team. Nào, trong phần tiếp theo chúng ta hãy cùng tập phát âm âm y ở trong cụm từ. Và có 4 cụm từ tất cả. Cụm từ đầu tiên nào. A green tree, được chưa? A green tree. À, một cái cây màu xanh đúng không? A green tree, ok. Cụm thứ hai là gì? A deep stream, stream, được chưa nào? A deep stream. Stream ở đây là một cái dòng suối, nhưng mà suối này thì lại rất là sâu đúng không? Đấy. Tiếp theo này, a clean sheep. A clean sheep là một con cừu mà rất là sạch sẽ đúng không? A clean sheep. Tiếp theo chúng ta có một gọi là một mẫu đúng không? Mà format là gì đây? A piece. A piece. A piece of cheese. Cheese. Hãy nhớ cười lên nào. Cheese, ok. A piece of cheese. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa thực hành đọc 4 cái cụm từ này. Là hy vọng là sau cái sau cái phần luyện tập này thì các em đã biết cách đọc âm y dài ở trong tiếng Anh rồi nhé. Sang phần tiếp theo chúng ta sẽ học cách phát âm của âm y. Y đúng không? Nào, bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ này. Đây là một nguyên âm ngắn, được chưa? Nguyên âm ngắn. Nhớ là nguyên âm dài thì phân biệt như thế nào nhỉ? Nó có dấu hai chấm đúng không? Ở đằng sau cái y đúng không? Rồi, miệng kéo ra hai bên nhưng thả lỏng hơn so với âm y, được chưa nào? Có nghĩa là với âm y ngắn này, miệng của chúng ta vẫn kéo ra hai bên nhưng thả lỏng hơn so với cả y đúng không? Y thì miệng rất là căng khi mà chúng ta phát âm. Quai hàm hơi hạ xuống một chút. Quai hàm hơi hạ xuống một chút. Ê. Ê. Đúng không? Lát thì cô sẽ có một cái sự so sánh giữa hai cái âm này với khẩu hình miệng để các em có thể phân biệt kỹ hơn. Cảm giác có một luồng khí thoát ra đập vào tay. Cái này là cái cực kỳ quan trọng này. Đấy, cảm giác có luồng khí thoát ra đập hẳn vào tay. Chúng ta hãy khi mà chúng ta phát âm cái âm y này thì chúng ta để tay ở trước mặt, để tay ở trước mặt như thế này và chúng ta phát âm ra y y. Ngay lập tức các em sẽ thấy có một luồng khí phát ra và đập vào tay. Đấy, thì khi mà có luồng khí phát ra đập vào tay thì có nghĩa là chúng ta đã phát âm đúng, nhớ chưa? Thế còn khi mà chúng ta phát cái âm y dài ấy, đúng không, thì chúng ta có thấy luồng khí nào đập vào tay không? Y. Không hề thấy có một luồng khí nào đập vào tay đúng không? Thế nhưng mà với âm y ngắn này thì sẽ thấy có luồng khí đập vào tay. Y, y, y. Được chưa nào? Đấy, các em hãy thử nhé. Nhớ là phải làm đúng như theo lời cô bảo, nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân biệt kỹ hơn y dài và y ngắn. Nào, bây giờ chúng ta nhìn đây là cái khẩu hình miệng của người nước ngoài khi mà họ phát âm cái âm này. Chúng ta thấy này, với y dài đúng không? Với y thì miệng kéo căng. Nhớ là từ căng, nhớ chưa? Cũng là kéo nhưng mà phải rất là căng. Chúng ta có cảm thấy miệng của họ rất là căng đúng không? Y, y, được chưa? Kéo căng. Thế nhưng mà với y ngắn thì miệng cũng kéo ra hai bên nhưng thả lỏng hơn. Đấy, có nghĩa là không căng bằng cái âm này, được chưa? Đấy, như vậy này, chúng ta để ý kỹ này. Y, ê, y, ê, đúng không? Thấy miệng của chúng ta thoải mái hơn rất là nhiều, thả lỏng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta phát âm cái âm y này, đúng không?
Đấy, và nhớ là quay hàm hơi hơi hạ xuống một chút, và nhớ là có luồng khí thoát ra đập vào tay, được chưa? Đấy, rồi bây giờ cô demo lại một lần nữa này. I e i e, được chưa? I e, đấy. Rồi, và âm i dài này thì nhớ là phát âm khoảng 2 giây, thế còn âm này thì gần như là chúng ta phát âm của chúng ta kết thúc luôn, đúng không? I e i e, đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài phân biệt giữa âm i và âm e, được chưa nào? Chúng ta có hai cái cột này, cột bên này là âm i ngắn và cột bên này sẽ là âm i dài. Bây giờ các em hãy lắng nghe, nhớ chưa? Chỉ lắng nghe cô thôi chứ đừng có phát âm theo vội để chúng ta cảm nhận sự khác biệt giữa i và i, được chưa nào? Chỉ lắng nghe thôi nhá, đừng có phát âm theo cô, được chưa? Nào, bây giờ cô sẽ phát âm cột bên này trước này. Bin, bin, chip, chip, his, his, it, it, sit, sit. Ok, nào, tiếp tục bên này. Bean, cheap, he's, eat, seat. Rồi, bây giờ cô sẽ phát âm lại một lần nữa. Cả hai, y dài và y ngắn. Bin, bean, chip, cheap, his, he's, it, eat, sit, seat. Chúng ta thấy không? Cứ mỗi lần mà cô phát âm cái âm y dài thì miệng của cô phải kéo căng ra, hiểu chưa? Đấy. Sit, seat, được chưa nào? Rồi. Bây giờ cô sẽ phát âm, mà đây là cột thứ nhất, được chưa? Đây cô, bây giờ cô sẽ đặt tên cho cái cột này là cột thứ nhất này, cột thứ hai này, được chưa? Bây giờ cô sẽ phát âm một trong hai, phát âm bất kỳ một cái từ nào trong hai cái cột này, và nhiệm vụ của các em sẽ là đoán xem là cột thứ nhất hay là cột thứ hai, được chưa? Nào, seat, seat, cột thứ mấy? Cột thứ hai, đúng không nào? Cột thứ hai. Ok, tiếp theo này, his, his, cột thứ mấy? Cột thứ nhất, được chưa? Cột thứ hai nó phải là his, được chưa nào? Đấy. Tiếp theo này, chip, chip, cột thứ mấy nhỉ? Cột thứ nhất, được chưa? Đấy, còn cột thứ hai sẽ là cheap. Ok, tiếp tục nào, chúng ta có từ it, it, cột thứ mấy nhỉ? Cột thứ nhất, được chưa? Cột thứ nhất. Ok, tiếp tục chúng ta có từ gì đây? Bean, bean, cột thứ mấy đây? Cột thứ hai, đúng không? Rồi, nhớ là khi mà chúng ta phát âm cái y này, miệng của chúng ta phải cảm giác có một sự căng cứng ở miệng, nhớ chưa? Căng cứng ở cơ miệng này này. Đấy. Bean, được chưa? Bean, cheap, được chưa nào? Rồi là he's, eat, rồi là seat. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành âm y và âm y ở trong hẳn một câu như thế này. Và nhớ là trong mỗi một câu thì đều có chứa cả âm i và âm i. Đấy, thế cho nên là đây là cơ hội để chúng ta có thể thực hành được hai cái âm này. Các em nhớ là khi mà chúng ta học phát âm ý, thì không chỉ nên là học phát âm những cái âm riêng lẻ, tức là không chỉ học những cái âm đó trong những từ riêng lẻ, được chưa? Mà chúng ta nên học từ trước này, sau đó là học theo cụm từ này, tức là phát âm cái âm đó trong từ này, trong cụm từ, rồi là trong câu, được chưa? Rồi thì bây giờ điều quan trọng là phải nhận biết được đâu là y dài và đâu là y ngắn, đúng không? Điều quan trọng là phải như vậy. Thế thì chúng ta thấy là câu thứ nhất có she là âm y gì đây? Y dài, đúng không? Đây là âm y dài này. Và chúng ta có từ hit, hit, hit này có nghĩa là dấu. Đấy, hit này chính là quá khứ của từ hide, đúng không? Hide và hit. Đấy, thế thì hit là y ngắn, được chưa? Đấy, nhớ là khi mà chúng ta phát âm cái âm y ngắn ý, thì miệng của chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Bởi vì nó có sự thả lỏng mà. Hit, hit. Đấy, được chưa? Thế còn heat thì nó lại
căng ngứa rất là nhiều đúng không? Tiếp này chúng ta có từ khi, đây cũng là một âm y dài, được chưa? Đấy, như vậy là câu đầu tiên này, she hit the key, được chưa? She hit the key. She hit the key. Okay. Tiếp theo chúng ta có câu thứ hai là gì đây? We, đúng không? We này cũng là một âm dài. We missed, 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 y ngắn. Missed, cảm giác rất thoải mái khi phát âm, đúng không? Y ngắn thì ký hiệu như này. Okay. Missed, và nhớ là ed ở đây chúng ta sẽ đọc nó là âm t, nhớ chưa? Missed. Okay, missed. A week. Week, nhớ phải cười ra nhớ chưa? Week. Okay, rồi. Như vậy chúng ta cùng đọc nào. We missed a week. We missed a week. Okay. We missed a week. Okay. Tiếp tục với câu thứ 3. The thief. The thief. Y dài. Tên trộm đúng không? Giấu là hit the key in the kitchen. Đấy. Như vậy chúng ta có hai y dài và hai y ngắn đúng không? The thief. The thief, nhớ là phải cảm thấy sự căng cứng ở cơ miệng nhớ chưa? The thief hit the key in the kitchen. In the kitchen. Kitchen. Được chưa nào? Đọc nhanh một chút nào. The thief hit the key in the kitchen. In the kitchen. Ok, tiếp tục chúng ta có the queen. Queen, được chưa? Queen, dài, được chưa? And the princess. Princess, y ngắn. Và busy, y ngắn, được chưa? The queen and the princess are busy. The queen and the princess are busy. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bốn câu này một lần nữa nào. She hit the key. She hit the key. She hit the key. We missed a week. We missed a week. The thief hit the key. The thief hit the key. In the kitchen. In the kitchen. Tiếp này, chúng ta có từ gì đây? The queen and the princess. The queen and the princess are busy. The queen and the princess are busy. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ học cách nhận diện âm y và i ở trong các từ. Đầu tiên là cách nhận diện âm y. Thì cô đã tổng kết được là có khoảng 4 cách nhận diện. Các bạn lưu ý cho cô là những cái cách nhận diện này thì nó chỉ mang tính chất tương đối chứ không mang tính chất tuyệt đối. Có nghĩa là cũng có những trường hợp ngoại lệ. Chưa nào? Rồi, cách nhận diện đầu tiên là khi mà chúng ta thấy trong một từ, đúng không? Khi mà thấy trong một từ có nhóm chữ ee, tức là có hai chữ e đúng không, thì thường là hai chữ ee đó sẽ đọc thành y, được chưa nào? Ví dụ chúng ta có bi là con ong đúng không, nhìn thấy hai cái chữ e đó thì phải đọc nó là y dài, được chưa? Đấy, bi con ong này, rồi gì nữa, free, free tự do đúng không, rồi là heal, heal. Từ này nó khác với cả cái từ gì, heel này có nghĩa là gót giày, được chưa? Để nhớ được từ này là gót giày. Heel, heel, căng ra một tí, được chưa? Rồi là từ này là gì đây? Cheese, nhớ là khi chụp ảnh, nhớ chưa? Phải nói là cheese, cười lên, nhớ chưa? Cheese. Tiếp theo chúng ta có agree, agree, được chưa nào? Rồi là guarantee, guarantee, được chưa nào? Rồi, như vậy là cứ nhìn thấy hai chữ ee thì phải đoán ngay là gì? Y dài, đúng không? Tiếp, hai chữ E, đúng không? Chúng ta nhìn E này, xong rồi cách đó thì cái cách này thường là vị trí của một phụ âm, nhớ chưa? Rồi sau đó lại là một chữ E nữa, thì hai cái chữ E này, đấy, thì thường là chúng ta cũng đọc nó là gì đây? Y dài, được chưa? Đấy, tức là nó không đứng liền nhau như trường hợp này, mà nó bị tách ra, đúng không? Nó xen giữa vào nó là thường là một phụ âm, được chưa nào? Một phụ âm. Nào, chúng ta có từ these, được chưa nào? These là những cái này, thế còn phân biệt với cả từ gì đây? Đấy, từ này với cả từ này, được chưa? Cái này sẽ là y ngắn, this, this, đấy, phát âm rất thoải mái miệng đúng không? This, thế còn âm này phải căng ra là these, được chưa nào? Đấy, this,
These, đừng có phát âm cứ this this hết, chả biết phân biệt từ nào với từ nào cả, đúng không? Rồi tiếp chúng ta có từ này, đúng không? Evening, evening, miệng căng ra và nhớ từ này không đọc là evening, nhớ chưa? Nó chỉ có hai âm tiết thôi là evening, evening, ok? Evening, evening, ok? Tiếp theo chúng ta có từ Chinese, Chinese, được chưa nào? Chinese. Đấy, có nghĩa là người Trung Quốc hoặc là tiếng Trung Quốc, đúng không? Chinese. Rồi, trọng âm của nó cũng rơi vào cái âm tiết nese này, nhớ chưa? Đây, trọng âm cũng rơi vào đây. Giống trọng âm cũng sẽ cho một màu khác để chúng ta học luôn, đúng không? Như từ guarantee này, trọng âm cũng rơi vào T này. Một cái này cũng rơi vào đây này, được chưa? Đấy, Chinese. Rồi bên này sẽ là Japanese. Đấy, nước Nhật Bản đọc là Japan. Nước Nhật Bản nhá, đọc là Japan. Thế còn tiếng Nhật thì là Japanese, được chưa? Nhớ lên lên trọng âm của nó rơi vào cái nese này, thế chưa nào? Đấy, rơi vào đây, Japanese, âm tiết thứ 3. Đấy. Chinese, Japanese. Tiếp chúng ta có từ complete, được chưa? Complete, không đọc là complete, nhớ chưa? Complete là sai mà phải là complete. Đấy, cái âm tiết đầu tiên phải đọc nó là com, nhớ chưa? Không đọc là com, complete. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ compete, đúng không? Compete. Từ này đọc là seen, và từ này đọc là extreme, được chưa nào? Extreme. Ok, xong. Như vậy nguyên tắc e phụ âm e, đúng không? Thứ ba là e cộng phụ âm, và đằng sau phụ âm đó là tổ hợp âm là ia này, io, ie hoặc là iu, đúng không? Thì cái e ở đằng trước cũng sẽ đọc là i dài, được chưa? Ví dụ chúng ta có từ previous có nghĩa là trước, đúng không? Tính từ đấy, từ này có nghĩa là trước đấy. Ví dụ trong tập phim trước các bạn đã xem thế này thế nọ gì đấy. Ví dụ bạn nào mà xem Walking Dead ấy, thì cái phần mà người ta giới thiệu tập mới ấy, bao giờ người ta cũng nói là previously on gì gì đó, previously. Nói chung là cô là một fan trung thành của Walking Dead, không biết có bạn nào xem. Thì bao giờ mở đầu phim cái tập tiếp theo người ta cũng nói là previously đấy. Previously tức là người ta giới thiệu xem cái tập trước đó nó đã có những cái điều gì xảy ra, đúng không? Thì previous. Rồi, tiếp chúng ta có Region, được chưa? Nhớ phải từ nãy giờ cô thấy rất là mỏi miệng rồi, bởi vì là liên tục phải căng ra, đúng không? Thì bạn nào mà chưa thấy mỏi miệng thì có nghĩa là vẫn còn đọc sai đấy, nhưng phải thấy mỏi miệng, phải thấy miệng mình căng ra thì lúc đấy đọc cái âm i này thì mới là đúng, được chưa? Region. Tiếp chúng ta có convenience, đúng không? Convenience chính là cái e này, đúng không? Đấy, đằng trước e này cộng với cả phụ âm này cộng với cả ie, được chưa? Đấy, thế còn cái e này là cộng với cả io, được chưa? E-I-O, E-I-O, E-I-E. Thế thì e sẽ đọc là i dài, đúng không? Convenience. Tiếp chúng ta có từ intermediate. Đấy, i dài cho cô, được chưa? Intermediate. Genius, đúng không? Genius có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có nghĩa là thần đồng, đúng không nhỉ? Genius, đúng không? Rồi chúng ta có từ, như vậy là cái e này cộng ia, đúng không? Đấy, e này, ia này. Thế còn cái này là e cộng với cả iu, đúng không? Đấy. Thì e cũng đọc là i dài, đúng không? Genius. Rồi chúng ta có từ này là từ gọi là ngoan ngoãn, đúng không? Đấy, thì e cộng với cả ie, đúng không? Thì e cũng đọc là i dài. Obedient. Từ này là tedious này có nghĩa là boring, tức là rất là tẻ nhạt, rất là nhàm chán, boring. Đấy, thì từ này tedious, đúng không? E và đằng sau đó cũng cộng với cả io thì e cũng đọc là i dài, nhớ chưa? Tedious. Rồi đây là một cái từ ngoại lệ này. Từ này mặc dù là e này phụ âm này sau đó cũng là io, đúng không? Đấy thì mà lại không đọc thì e lại cũng không đọc là i dài mà vẫn đọc là e bình thường, đúng không? Là precious. Đấy, precious. Như vậy cái trường hợp này là trường hợp ngoại lệ, mà đây chỉ là một cái trường hợp ngoại lệ, là lấy ví dụ cho các em biết là nó cũng có ngoại lệ thôi, đúng không? Thế còn vô vàn những cái trường hợp ngoại lệ khác
Được chưa? Đấy thì cô nhấn mạnh là nguyên tắc học thì là như thế này, để dùng để khi mà chúng ta có thể đoán cái từ đó. Thế nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là phải là gặp từ nào, tra từ điển từ đấy để confirm, để xác nhận xem là cái tiên đoán của mình có đúng hay sai, hay nó là một cái ngoại lệ, được chưa? Rồi, tiếp theo là trường hợp tổ hợp âm EA, đúng không? Tức là trong cái từ mà có chứa EA thì thường là EA cũng sẽ đọc là E, được chưa nào? Ví dụ chúng ta có từ này, đúng không? Là breathe, breathe. Từ này là thở, đây là động từ thở. Thế còn hơi thở, phân biệt hai cái từ này nhá. Hơi thở thì chúng ta đọc là thế này, đúng không? Hơi thở là gì thế này. Thế còn động từ thì phải thêm gì vào đằng sau? Thêm e vào đằng sau, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà đây này, đây là cái trường hợp này. Chúng ta thấy là ở đây cũng có ea này, ở đây cũng có ea này, nhưng mà ea này lại đọc khác. Ea này đọc là e. EA này đọc là E, thế còn EA này thì lại đọc là Y dài, được chưa? Thấy là không phải lúc nào EA cũng đọc là Y dài, đúng không? Đấy, đây người ta chỉ tổng hợp lại là có rất nhiều những cái trường hợp như thế này thôi. Đấy. Thế thì nếu mà là danh từ là hơi thở thì chúng ta sẽ đọc là breath, đúng không? Breath. Và cái TH ở đây nó cũng là một cái âm vô thanh, được chưa? Đọc là breath. Thế còn bên này nhớ là đọc là breathe, nhớ chưa, là y dài, nhớ chưa, là breathe. Và cái TH ở đây nó có là một âm rung, nhớ chưa, âm rung tức là âm hữu thanh. Đấy, nghe cô đọc lại này, breath, breath. Và bên này sẽ đọc là breathe, breathe, nhớ chưa. Đấy, một cái là E, một cái là Y. Tiếp theo chúng ta có từ dream, dream. Rồi, chúng ta có từ gì nữa? Easy, đúng không? Easy, easy, dễ quá, đúng không? Và chúng ta có từ reach, breach. Đấy, phân biệt cái từ này với cả cái từ gì nhỉ? Từ này chúng ta hay bị nhầm với cả từ gì đây? Chúng ta có từ này, đúng không? Và từ này. Đấy. Thế cái reach này thì nó là y ngắn, thế còn cái này thì nó là y dài, nhớ chưa? Đấy, như vậy là reach, reach, đọc rất thoải mái. Thế còn bên kia sẽ là reach, reach, kéo căng ra một chút nữa, được chưa? Reach, reach. Đấy. Như vậy cái từ này là reach, là y dài. Thế còn đây là cheap, cheap. Và từ này là meal, meal, được chưa? Meal. Trường hợp thứ 5 là trường hợp tổ hợp âm i, e. Đấy, tức là trong từ có i, e thì i, e này cũng được đọc là y dài, được chưa? Ví dụ chúng ta có từ field, field. Đấy, field là có nghĩa là cánh đồng hoặc có nghĩa là một cái lĩnh vực nào đó, đúng không? Field, nhớ phải căng ra, nhớ chưa? Tiếp chúng ta có từ peace, peace. Có từ chief, chief. Từ này rất hay bị nhầm với cả từ gì các em biết không? Từ này hay bị nhầm với từ chef, đầu bếp ấy, đúng không? Phân biệt luôn nhá, đây là chief. Thế còn đầu bếp thì đọc là chef, được chưa? Đây cái từ này này, chief, chief. Và đầu bếp đọc là chef, chef. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ belief, đúng không? Belief, niềm tin. Đấy, belief. Và từ này là relief, relief, có nghĩa là sự gọi thở phào nhẹ nhõm, đúng không? Nó là danh từ. Trường hợp thứ 6 là trường hợp tổ hợp âm là gì? E và I. Tức là trong cái từ mà có chứa E và I thì AI cũng được đọc là I dài, đúng không? Ví dụ chúng ta có từ seize. Seize, từ này có nghĩa là nắm lấy, chụp lấy cái gì đó, đúng không? Đấy, nắm lấy, chụp lấy. Ví dụ như là chúng ta có thể nói là nắm bắt một cái cơ hội nào đấy chẳng hạn. Seize the opportunity, đúng không? Cái từ này là seize, nhớ chưa? Không đọc là seize, nhớ chưa? Nhiều bạn đọc là seize lắm, đọc theo kiểu đúng kiểu đánh vần của tiếng Việt ý. Nhưng mà tiếng Anh thì không đọc như thế, đúng không? Đọc là seize, seize, được chưa nào? Tiếp chúng ta có từ ceiling, đúng không? Ceiling có nghĩa là cái trần nhà, đúng không? Ceiling, nhớ phải căng ra. Tiếp chúng ta có từ deceive. Deceive, từ này có nghĩa là gọi là đánh lừa, đúng không? Đánh lừa. Đấy, deceive, deceive, âm cuối của nó là âm v, được chưa? Deceive. Tiếp theo chúng ta có từ receive. Receive có nghĩa là nhận, được chưa? Receive. Rồi chúng ta có từ conceive. Conceive, nhớ không đọc là conceive, nhớ chưa? Không đọc là conceive mà là con. Đây này, âm này đọc là con, nhớ chưa? Con. Conceive, conceive. Đấy, conceive này có nghĩa là hình thành nên một cái ý tưởng nào đó. Conceive. Trường hợp 7 là trường hợp mà trong từ có chứa
chữ y. thì nói chung là trường hợp này thì thường rơi vào những cái từ mà có nguồn gốc là tiếng Pháp. Thường là những từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp thì chữ y sẽ đọc là y dài. Ví dụ chúng ta có từ machine, được chưa? Machine, đấy, tức là cỗ máy, đúng không? Thì y ở đây là y dài. Machine. Tiếp chúng ta có từ regime. Regime, từ này có nghĩa là chế độ. Ví dụ như là chế độ Cộng hòa này, chế độ tư bản này, chế độ gì đó. Đấy, thì từ này là regime, được chưa? Regime. Regime. Tiếp theo chúng ta có từ routine. Routine, được chưa? Routine có nghĩa là gì nhỉ? Nó là một cái thói quen, đúng không? Routine, tức là những cái việc mà chúng ta hay làm. Tiếp chúng ta có từ magazine, đúng không? Magazine. Police, từ này gọi là một trong những từ rất hay đọc sai mà chúng ta đọc là police, cứ đọc là police, police, là police, đúng không? Nhưng mà nhớ từ này là trọng âm, thứ nhất là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, và thứ hai nữa là y này là y dài, được chưa? Police, đọc đúng cho nó thì sẽ là police. Đấy, nghe thì tây một cái là nghe là hiểu ngay, chứ cứ đọc là police hoặc là police thì tây làm sao mà hiểu được, đúng không? Người nước ngoài sẽ không hiểu là em nói cái gì, mà thậm chí bây giờ em nói sai cái từ đó cô nghe cô cũng không hiểu cái gì. Police, được chưa nào? Police. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ này. Từ này cũng rất hay đọc sai, đúng không? Đấy, bình thường mình hay đọc là pizza. Tôi ăn pizza ngày hôm qua thì nói là pizza. Thế nhưng mà ở đây, nhìn phiên âm của nó, chúng ta đọc là đi pizza, pizza, đúng không? Pizza, pizza. Đấy, phải đọc là pizza, hiểu chưa? Không đọc là pizza, pizza. Pizza là cách nói của người Việt Nam thôi. Được chưa? Bảo tôi ăn pizza ngày hôm qua, Tây chắc nó đã hiểu là gì đâu. Đấy, pizza. Rồi tiếp theo chúng ta có từ ski, đúng không? Ski có nghĩa là trượt tuyết. Ski, ski, được chưa nào? Thì đấy là trường hợp mà chữ y. Nhớ là trường hợp chữ y này thì cũng có thể chữ y này thì cũng có thể được đọc thành rất là nhiều những cái âm khác nhau. Đấy, thì một trong những cái âm là có thể đọc thành âm y dài. Chính vì thế cho nên là tóm lại là khi mà gặp cái chữ y này trong một cái từ nào đó thì tốt nhất là cứ tra từ điển để chắc ăn xem nó đọc là gì, đúng không? Và trường hợp khác là những cái trường hợp mà không được xếp vào 7 cái trường hợp phía trên đấy, tức là nó là những cái từ mà đơn lẻ. Ví dụ như là people là trường hợp mà có chữ e và chữ o, đúng không? Nhưng mà nó không phải là một cái trường hợp quá điển hình để chúng ta xếp nó vào một cái nhóm nào đó. Đấy. Thì đây là những cái từ riêng lẻ này. Ví dụ như là people. Nhớ không là pupil đâu nhá, không đọc là pupil, nhớ chưa? Mà là people. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây? Key. Tiếp theo chúng ta có từ email, được chưa? Email. Đấy, không đọc là email. Rất nhiều cũng là email là sai, mà phải đọc là email. Như vậy chúng ta nhớ cho cô là với trường hợp của âm y dài, được chưa? Trường hợp của âm y thì chúng ta có bảy cái trường hợp tiêu biểu. Đấy, bảy cái trường hợp mà khả năng lớn là sẽ đọc là y, đúng không? Và có ngoài ra thì có rất là nhiều những cái trường hợp khác nữa mà không được xếp vào bảy cái trường hợp này. Đấy, thì cô nhắc lại là nguyên tắc chỉ mang tính chất tương đối mà không mang tính chất tuyệt đối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cách nhận diện âm y, đúng không? Âm y thì cách thứ nhất, từ có một âm tiết và chứa chữ y, đúng không? Từ có một âm tiết và chứa chữ y thì thường sẽ đọc là y, đúng không? Ví dụ will, đúng không? Chúng ta có từ will. Rồi chúng ta có từ sit. Rồi chúng ta có từ think. Đấy, nhớ là khi phát âm những cái y, khi phát âm những cái âm y này thì nhớ miệng của chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, được chưa? Think, rồi là sick. Đấy. Rồi, tức là trường hợp thứ nhất là từ có một âm tiết mà chứa chữ y. Rồi, trường hợp thứ hai là chữ e, tức là từ mà có chứa chữ e. Nhưng mà chữ e này thì nằm trong các cái tiếp đầu ngữ. Ví dụ nằm trong những cái tiếp đầu ngữ là be này, chẳng hạn này, be này, đúng không? Đấy, hoặc là the này, hoặc là role này, đúng không? Đấy, hoặc là ex này, đúng không? Hoặc là như thế này. Đấy. N này, M đúng không? N này. Đấy, hoặc là free này, đúng không? Rồi. Ví dụ nào chúng ta có từ begin, đúng không? Begin.
Đấy, thì cái chữ E ở trong cái ME này thì chữ E này sẽ đọc là Y ngắn đúng không? Đấy, begin, begin. Tiếp chúng ta có từ become. Become thì Y này cũng là Y ngắn đúng không? Become. Rồi là behave, behave, behave là hãy cư xử như thế nào đó là behave. Thế còn decide đúng không? Decide. Rồi là defrost. Defrost là một cái trường hợp mà khá là đặc biệt, tức là nó là ngoại lệ. Ngoại lệ ở cái chỗ là cũng là cái chữ e này cũng nằm ở trong cái tổ hợp là đờ e đấy, nhưng mà e này không đọc là y ngắn mà phải đọc là y dài đấy, cho nên chúng ta phải đọc là defrost. Defrost, được chưa? Defrost thì có nghĩa là gì nhỉ? Defrost có nghĩa là giã đông, được chưa? Giã đông tức là thức ăn mà lấy trong tủ lạnh ra thì chúng ta phải defrost nó, thì chúng ta phải giã đông nó. Đấy. Đấy, hoặc là chúng ta có renew, rồi là return, remind, rồi là exchange, đúng không? Exchange, rồi là effective, effective, rồi là embitter, embitter. Embitter có nghĩa là làm cho ai đó tức giận hoặc là thất vọng. Đấy, gọi là embitter. Hoặc là enslave, enslave là bắt ai đó làm nô lệ, thì gọi là enslave. Đấy, hoặc là predict, đúng không? Predict. Thế còn cái trường hợp này là trường hợp cũng gọi là ngoại lệ đúng không? Chúng ta có từ previous thì như các em đã biết rồi đúng không? Đấy, mặc dù là nằm ở trong cái tổ hợp là pre thì nhưng mà từ này đọc là predict, nhưng mà từ này thì lại là previous, previous, được chưa? Đấy, previous trọng âm đầu tiên nhé, previous. Rồi, đấy là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là trường hợp mà trong cái từ có chứa cái tổ hợp là age đúng không? Đấy, age thì cái này không đọc là age, nhớ chưa? Từ này nếu mà bình thường gọi là tuổi đúng không, gọi là tuổi tác thì nó là age. Thế nhưng mà khi mà nó nằm ở trong những cái từ này thì nó không đọc là age, tức là không đọc là âm a mà chúng ta phải đọc nó là âm i đúng không, âm i. Đấy, ví dụ chúng ta có từ village đúng không, village, village đều là y ngắn hết, village. Rồi là cottage, cottage. Rồi là shortage, shortage. Rồi là gì đây, baggage, baggage. Rồi là luggage, luggage, đúng không? Rồi, đây là các trường hợp khác. Các trường hợp khác thì có rất nhiều những cái trường hợp nữa. Nhưng mà đây là cô liệt kê ví dụ thôi. Đấy, đủ để chúng ta thấy là với cái trường hợp âm y ngắn này thì cái nhận diện của nó khó hơn nhiều so với cả y dài, đúng không? Đấy, y ngắn còn có thể xuất hiện trong những cái từ ví dụ như là industry, đúng không? Industry. Đấy, industry. Từ này chúng ta thấy là cái từ này trọng âm của nó rơi âm tiết thứ nhất nhưng mà nhiều bạn cứ đọc là industry là sai, nhớ chưa? Industry là sai mà phải là industry. Industry, nhớ chưa? Industry. Rồi chúng ta có từ gì đây? System, system. Tiếp chúng ta có friendly, friendly. Rồi chúng ta có donkey, đúng không? Donkey đây là cái con lừa đúng không nhỉ? Donkey. Đấy, không đọc là donkey, nhớ chưa? Nó không phải là đăn mà là don, donkey, donkey. Rồi là monkey, monkey. Rồi là impressive, impressive. Rồi là market, nhiều bạn cứ nói là market là sai nhỉ chưa, market, market. Đấy, rồi là building, building. Nhớ từ này cho cô này, UI nhưng mà nó không đọc là bill, nhớ chưa? Bill là IU rồi nhưng mà đây là chỉ có âm I thôi nhưng phải đọc là bill, building, không đọc là bill, nhớ chưa? Không đọc là bill mà phải đọc là building, building. Đỉnh. Nó chỉ có duy nhất một cái âm y thôi mà lại là build thì nó thành từ khác rồi, nhớ chưa? Building. Rồi từ này là busy, busy. Đấy thì chúng ta thấy là với, cô nhắc lại một lần nữa là với âm y dài ý, đúng không? Âm y thì có nhiều cách nhận diện hơn. Nhưng mà với âm y ngắn này thì có khá là ít cách nhận diện. Thế cho nên là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là học các cái cách nhận diện, và thứ hai nữa là vẫn phải chăm chỉ tra từ điển, được chưa? Nào bây giờ cô sẽ chữa cho các em bài tập của phần 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 bài nguyên âm y và y. Phần bài thứ nhất là chúng ta sẽ phải làm sao đây? Put these e words in the dialogues, đúng không? Và chúng ta có 6 cái từ này, và 6 cái từ này thì đều chứa âm y, đúng không nhỉ? Từ đầu tiên chúng ta có từ gì đây? Email, đúng không? Email. Thứ hai chúng ta có từ evening, evening. Thứ ba chúng ta có từ please, please. Thứ tư chúng ta có từ secret, secret. Từ này không đọc là secret, nhớ chưa? Cũng không đọc là secret.
mà phải là secret. Secret. Đấy, see. Miệng phải căng một chút nhá. Secret. Rồi tiếp theo chúng ta có từ Steve. Steve. Steve này chính là tên người đấy. Và chúng ta có từ TV, đúng không? TV. Ok. Nào, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải điền lấy những cái từ này và điền vào trong những cái chỗ trống này. Câu thứ nhất là gì? What shall we do this evening, đúng không? Câu thứ nhất chúng ta sẽ có từ evening. Sau đó B là gì đây? Let's stay at home and watch TV. Ok. And watch TV. Ok. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe người bản xứ phát âm nói lại cái câu này và sau đó chúng ta nhắc lại nhé. What shall we do this evening? What shall we do this evening? Đúng không? What shall we do this evening? Một trong cái mục tiêu của bài tập này thực ra nó không phải là để điền từ đâu, mà quan trọng nhất là chúng ta cần phải luyện tập cái âm y này ở trong câu, được chưa? Để làm thế nào để chúng ta khi mà chúng ta nói cái âm y này ở trong câu thì nó phải chuẩn ở trong cái câu đó. Tức là ở đây là rèn luyện cho chúng ta về cái khả năng phát âm đúng cái y này ở trong câu, ở trong cái hội thoại thông thường. Thế cho nên là cái mục tiêu của chúng ta là như vậy thì các em phải hiểu kỹ, được chưa? Chứ không phải là tự nhiên cô lại cho một cái bài điền từ dễ ợt như thế này làm gì, được chưa? Mà quan trọng là phải luyện tập cái âm y này, những cái từ mà chứa âm y này ở trong hội thoại để làm thế nào để chúng ta nói được chuẩn. Đấy. Thế thì trong cái câu súng, trong cái A này chúng ta có từ this này, nó là âm y ngắn, nhớ chưa? This. Và chúng ta có evening. Evening. Đấy, như vậy chúng ta thấy là gì? Là thực tế nhá. Thực tế là gì? Thực tế là trong cái trong hội thoại thông thường ấy thì người ta không đến mức phóng đại là âm y, nó phải là evening, nhớ chưa? Nhưng mà khi mà cô dạy các em ấy thì cô phải phóng đại lên một chút. Các em phải phân biệt cho cô điều này nhé. Khi dạy các em thì cô sẽ phải phóng đại lên một chút, là các em phải ngân nó ra khoảng 2 giây, rồi là phải căng ra, đúng không? Đấy, evening. Đấy, thì đấy là cái để mà cô dạy các em thôi. Thế còn trong cái hội thoại thông thường ý, thì nó hơi khác một chút. Nó hơi khác một chút, nó không đến mức phóng đại như thế. Nhưng mà nó vẫn phải đảm bảo được là khi mà chúng ta phát âm cái từ evening này, evening, là miệng của chúng ta vẫn phải đảm bảo là phải có sự căng cơ ở miệng khi phát âm. Được chưa nào? Không nhất thiết phải ngân hẳn ra 2 giây, nhưng mà đấy, quan trọng nhất là cái miệng của chúng ta phải kéo ra và phải căng. Được chưa? Không nhất thiết là phải nhe răng ra như đang cười, đúng không? Đấy thì nó sẽ mất tự nhiên. Được chưa? Nào, what shall we do this evening? Đúng chưa? Evening. Đúng chưa? Đấy, người nghe nó rất là tự nhiên mà nó vẫn đảm bảo đúng là this là âm y ngắn và evening là âm y dài, đúng không? What shall we do this evening? Tiếp tục nào. Let's stay at home and watch TV. Đúng không? Và anh này nói là gì? Let's stay at home and watch TV. TV, ok? TV, nó là cái âm y dài, nhớ chưa? TV. Ok, tiếp tục câu thứ hai. Let me read that email, đúng không? Đấy, từ này sẽ phải là email. Và B là no, it's a secret, đúng không? Secret. Thế mà cô lại điền mất vào đây rồi, đúng không? Đáng nhẽ chúng ta phải điền cái từ này, đúng không? It's a secret. Đấy. Chỗ này là chúng ta cần phải điền này. Như vậy là trong cái câu thứ hai này chúng ta nhớ này. Let me read. Cái từ read này nó cũng là một cái từ mà chứa tổ hợp âm là gì đây? EA, đúng không? Và EA ở trong trường hợp này thì nó cũng phát âm là âm y dài, đúng không? Đấy, như vậy không đọc là read, nhớ chưa? Không đọc là read là sai rồi, mà phải đọc là read. Read. Ok? Read. Chứ mà là read. Read. Y dài. Read. Rồi, như vậy câu này sẽ là let me read that email. Let me read that email. Chúng ta nghe lại nào. Let me read that email. Let me read that email. Đúng không? Let me read that email. Chứ không phải là read. Người nước ngoài không nói là let me read that email. Hiểu chưa? Là sai. Mà phải là let me read. Let me read that email. Let me read that email. Đúng không? Let me read that email. Rồi. Và câu B là gì? No, it's a secret. No, it's a secret. Đấy, chúng ta nghe kỹ lại cái từ secret mà chúng ta hay đọc là secret. Hiểu chưa? It's a secret. Đúng không? It's a secret. It's a secret. Đấy, secret. Đấy, không, đó là bí mật, không đọc được, đúng không? Secret.
Câu thứ 3 nào. You know my friend. Và đằng sau nó phải là một cái tên người đúng không? Như vậy sẽ là Steve. Đấy. You know my friend Steve. You know my friend Steve. Chúng ta nghe người bản xứ xem họ nói như nào nhé. You know my friend Steve. You know my friend Steve. Yes. You know my friend Steve. Steve. Nhớ phải kéo căng ra nhớ chưa? Và anh kia nói là yes. Sau có cô này nói là well, he's got a new job. He's got a new job. Và sau đó là he's joined. Joined ở đây cái từ cuối cùng sẽ là gì đây? The police. Ở đây phải có thêm the nhé. Và sau đó sẽ là police. Đấy. Police. Well, he's got a new job. Well, he's got a new job. Đúng không? Well, he's got a new job. Và he's joined the police. He's joined the police. Đúng không? Police. Đấy. Ngân lên một chút được chưa? He joined the police. Okay, police. Trong bài thứ hai này thì chúng ta sẽ có cơ hội thực hành với các âm i ngắn. Cụ thể là chúng ta sẽ phải find the i words from these clues. Clues đây là những cái manh mối. Thì ở trong bài của chúng ta là có sẵn những cái bức tranh đúng không? Thì chúng ta xem ở trong bài của chúng ta nhé. Câu thứ nhất là câu example, tức là câu ví dụ. Người ta đã cho là gì? A thousand thousand is a million. Million. Thế thì cái từ million này cũng là một cái từ mà chứa i ngắn, đúng chưa? Chứa i ngắn. A thousand thousand is a million. Đấy. A thousand thousand is a million. A thousand thousand is a million. A thousand thousand is a million. Chưa? Million, million, million. Đấy. Y ngắn. Y ngắn là phát âm là sướng nhất bởi vì nó thoải mái đúng không? Không phải căng miệng ra quá nhiều. Đấy. Câu thứ nhất này, you can use a cái gì đó to go up and down in a building. Câu thứ nhất chúng ta sẽ dùng cái từ gì đây? Chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gì đó để đi lên đi xuống trong một tòa nhà. Thì từ này sẽ là từ gì đây nhỉ? Lift, đúng không? Lift chính là từ cầu thang máy, đúng không? Nào chúng ta nghe người bản xứ phát âm và chúng ta nhắc lại theo. You can use a lift to go up and down in a building. Đúng không? You can use a lift. You can use a lift. Lift. Nhớ là phát âm rất là thoải mái nhé. Lift. To go up and down in a building. In a building. Building. Building, được chưa? Nhớ không đọc là building, được chưa? Building. Rồi, câu thứ, câu tiếp theo. There are 60 seconds in a minute. Rất là dễ đúng không? Minute. Đấy, từ tiếp theo sẽ là từ minute. Trọng âm và âm tiết đầu tiên, nhớ chưa? Chúng ta có từ 60. 60 thì 6, tức là y ở đây nó cũng là y ngắn. Đấy. There are 60. 60. There are 60 seconds in a minute. 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 Minutes, đấy. Phát âm âm y cực kỳ dễ chịu. Nào, chúng ta nghe người bản xứ phát âm nào. There are 60 seconds in a minute. Đúng không? There are 60 seconds in a minute. In a minute. Rồi, câu thứ 3. Cái gì đó is a book. Is a book of words to help you with your English. Thì ở đây phải là a dictionary. Dictionary. Đó là cái từ điển, đúng không? A dictionary is a book of words to help you with your English. A dictionary is a dictionary. Đấy. Như cô đã nói đúng không? Một trong những cái lợi ích của việc nghe là gì? Là chúng ta quen với cả cái việc người bản xứ người ta phát âm chuẩn. Thì khi mà mình nghe đó thì mình cũng sẽ dần dần mình cảm thụ được cái sự phát âm chuẩn, hiểu chưa? Thế cho nên là phải cố gắng nghe nhiều vào, nghe nhiều thì sẽ giúp cho kỹ năng nghe tốt hơn, phát âm tốt hơn, hiểu chưa? Và chúng ta cũng sẽ học được rất là nhiều những cái thông tin khác nhau nữa. A dictionary is a book of words to help you with your English. Đúng không? A dictionary. A dictionary is a book of words to help you with your English, đúng không? Như vậy chúng ta có từ dictionary. Dictionary. Trọng âm và âm tiết đầu tiên, được chưa? Đấy, dictionary. Rồi tiếp theo, it's too warm in here. Open the gì nhỉ? Ở đây sẽ là the window, đúng không? Thật là nóng, ở trong này nóng thế. Hãy mở cửa ra đi, đúng không? It's too warm in here. Open the window. It's too warm in here, đúng không? Có nghĩa là gì? Trong này nóng thế. Open the window. Window. Window, được chưa? Window. Y này cũng là y ngắn. Đấy, câu 5. Would you like a biscuit? Biscuit là biscuit ở đây là cái gì nhỉ? Bích quy, đúng không? Đấy. Would you like a biscuit with your coffee?
Would you like a biscuit? Biscuit. Biscuit. Would you like a biscuit with your coffee? Đúng không? Would you like a biscuit? Would you like a biscuit with your coffee? Đúng không? Đấy, biscuit, biscuit. Được chưa? Câu số 6. Birds and planes have wings. Đúng không? Đấy, tức là chim và máy bay thì có cánh, đúng không? Birds and planes have wings. Birds and planes have wings. Đúng không? Chúng ta có từ birds, birds. Birds and planes have wings, 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 đúng không? Wing ở đây cũng là y ngắn. Tiếp này, câu 7. You can see yourself in a mirror. Trong gương, đúng không? Ở đây chúng ta có từ see, see yourself. See ở đây cũng là một cái y dài, nhớ chưa? Hai chữ E thì nhớ là y dài. You can see yourself in a mirror. You can see yourself in a mirror. You can see yourself in a mirror. You can see yourself in a mirror, đúng không? Mirror, mirror. Đấy, đọc kết thúc rất là nhanh. Mirror, y ngắn. You can see yourself in a mirror. You can see yourself in a mirror. Okay. Mirror, mirror. Trong âm nó là vào âm tiết đầu tiên, đúng không? Câu số 8. Don't drop. Drop cái gì đây? Đừng có vứt rác là gì nhỉ? Rác chúng ta có từ litter. Okay. Litter là rác. Don't drop litter. Put it in a... Mất âm. Don't drop litter. Put it in a... Hơi bị mất âm một chút nào. Câu số 8 chúng ta có từ gì đây? Don't drop litter. Don't drop litter. Ở đây người ta hơi lên giọng một chút thôi. Nhưng mà cái từ này đọc là litter. Litter, đúng không? Don't drop litter. Put it in a bin. A bin. Bin này cũng là một cái âm y gì? Y ngắn nhớ chứ. Put it in a bin. Hãy bỏ nó vào trong cái gì đấy? Trong cái thùng rác, đúng không? A bin. Bin, được chưa? Như vậy chúng ta có từ litter, chúng ta có từ bin. Đấy, bin. Rồi, như vậy là xong bài số 2. Bài thứ 3 yêu cầu chúng ta phải làm sao circles all the E sounds. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải khoanh tất cả những cái từ mà có chứa âm E. Và underline có nghĩa là underline, có nghĩa là làm sao đây? Chúng ta phải gạch chân dưới những cái từ mà có chứa âm E sound, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái âm E trước, đúng không? Chúng ta sẽ tìm những cái từ đó trước. Chúng ta có từ gì đây? Có từ green, được chưa? Đấy, từ này sẽ là green, khoanh vào, được chưa? Đấy, green. Tiếp chúng ta có từ meat, meat. Tiếp chúng ta có từ gì? People. Đấy, P, được chưa? People. Tiếp chúng ta có từ pizza. Pizza. Rồi, chúng ta có từ gì nữa? Please, đúng không? Please. Chúng ta có gì? Repeat. Repeat. Từ gì nữa? Tea. Tea. Và three. Three. Ok, như vậy chúng ta thấy là y dài, đúng không? Ở trong xuất hiện trong trường hợp gì đây? Chữ e này, rồi là eo như từ people, rồi là ea, đúng không? Đấy. Rồi, thế còn cái trường hợp này là hơi ngoại lệ, đúng không? Là pizza, đúng không? Pizza. Ok, thế còn những cái từ còn lại thì sẽ là những cái từ mà làm sao? Sẽ là những cái từ mà có chứa âm y ngắn, được chưa? Đấy, ví dụ chúng ta có big, big. Có busy, busy. Có dinner, dinner, dinner. Có give, give, give. Có gì nữa? In, listen, listen. Đúng không? Rồi là office, office. Rồi là gì nữa nhỉ? Six, six. Bài 1.4 chúng ta sẽ phải làm sao? Match the beginnings and endings of sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải nối gọi là phần đầu và phần cuối của các câu với nhau, đúng không? Và đây là cái phần key mà cô đã cho sẵn rồi. Chúng ta nhìn cái phần example, là phần ví dụ. Câu đầu tiên là gì? Let's have pizza for dinner. Đấy thì chúng ta có từ pizza, đúng không? Là y dài và dinner là y ngắn, đúng không? Là pizza for dinner. Chúng ta cùng nghe người bản xứ một lần và sau đó thì nhắc lại nhé. Let's have pizza for dinner. Let's have pizza for dinner. Đúng không? Let's have pizza for dinner. Pizza for dinner. Ok. Tiếp tục câu thứ nhất này.
We're always busy in the office, đúng không? Chúng ta có busy và office cùng là y ngắn, đúng không nhỉ? We're always busy in the office. We're always ở đây người ta có một chút nối âm nhé. We're always thì chúng ta có thể chưa cần thực hành nối âm vội, được chưa? Chúng ta có thể đọc tách nó ra là we're always, đúng không? We're always busy in the office. We're always busy in the office. Đúng không? Busy in the office. Busy in the office. Câu thứ hai, would you like tea or coffee? Như vậy câu thứ hai là chúng ta có y dài chính là nằm trong từ tea, đúng không? Tea và coffee thì phi y ngắn thì nằm trong cái từ coffee. Coffee. Nào chúng ta cùng nghe người bản xứ nói nào. Would you like tea or coffee? 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 Okay. Câu thứ ba. Give me that big green book, please. Ở trong câu này chúng ta có từ give. Give là y ngắn này. Me. Me thì khi mà chúng ta nói me thì có một cái trường hợp là có hai cách phát âm nhé. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta nói trong một cái câu như thế này, nói một cái câu như này thì me ở đây nó lại là y ngắn, được chưa? Thế còn nếu mà chúng ta nói me, nói một mình cái từ me đấy thôi ý, hoặc là khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh cái từ me đó thì chúng ta sẽ dùng y dài. Đấy, như vậy là nhớ cho cô là trong trường hợp này y này nó sẽ là cái me này nó sẽ là y ngắn, được chưa? Ý. Bởi vì là nói trong một cái câu dài ý, thì thường là người ta sẽ dùng cái dạng y ngắn này với cái từ me, được chưa? Give me. Như vậy là that và sau đó là big cũng là y ngắn, sau đó là green là y dài, đúng không? Nào chúng ta nghe. Give me that big green book, please. Đúng không? Give me that big green book, please. Đúng không? Give me that big green book, please. Okay. Please này cũng là y dài, đúng không? Tiếp câu thứ tư. There were only three people in the museum. Như vậy chúng ta có y dài này. Và bản thân cái từ museum này, cái e này nó là y dài, hiểu chưa? Đấy. E này nó là y dài chứ nó không phải là y ngắn. Y dài. Đấy. Museum, không đọc là museum, hiểu chưa? Không đọc museum mà là museum. Tức là từ museum này trong âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai, museum. There were only three people in the museum. Đúng không? There were only three people in the museum. Đấy. Thế còn chúng ta bỏ qua cái phần nối âm của người bản xứ đi, đúng không? Người ta nói là there were only. Thì chúng ta không cần phải là were only làm gì cả, mà nói là there were only three people in the museum. Được chưa? Nói chậm chậm thôi. Okay. Đấy thì trong cái này thì chúng ta hoàn toàn là có ba cái âm dài và đây là một âm ngắn, đúng không? People in the museum. Tiếp này. Câu thứ 5 thì rất là dễ, đúng không? Chúng ta có từ listen. Listen là y ngắn và repeat là y dài. Listen and repeat. Listen and repeat. Listen and repeat. Đúng không? Listen and repeat. Tiếp câu thứ 6 cũng là một câu mà khá là dễ. Let's meet at 6 o'clock. Let's meet. Meet ở đây chính là dài. Thế còn 6 là ngắn, đúng không? Let's meet. Let's meet at 6 o'clock. Let's meet at 6 o'clock. 6. Đấy. Ok. Let's meet at 6 o'clock. Với bài số 5 là chúng ta sẽ phải làm sao? Put the words in the correct columns. Tức là chúng ta sẽ có một list từ, đúng không? Và chúng ta sẽ phải sắp xếp những cái từ này vào trong những cái ô tương ứng. Cụ thể là sắp xếp nó vào những cái ô mà có những cái từ mà phát âm là y, đúng không? Và những cái từ phát âm là y ngắn. Thế thì cái bài này, tất cả những cái từ này đều được lấy ở trong bài học của chúng ta rồi, cho nên là cái phần này thì cô sẽ không chữa chi tiết nữa. Thì các em sẽ xem cái key của nó ở trong cái file PDF nhé. Như vậy là cô đã chữa xong cái phần bài tập cho phần cặp nguyên âm y và y. Hy vọng là sau cái phần bài tập này thì chúng ta đã thứ nhất là đã nắm chắc được cái cách nhận diện, một số những cái cách nhận diện phổ biến của âm y và âm y, đúng không? Và sau đó thì chúng ta cũng đã lờ mờ, đúng không? Chúng ta ít nhất là lờ mờ, hoặc là bạn nào mà khá thì có thể là bạn đã phát âm được rất là chuẩn hai cái âm này rồi. Xin chào các em.